Thì bạn có đánh giá một diễn viên đó qua một bộ phim chính thống? Còn theo bạn chính thống là sao? Theo bạn chính thống là sao? Chính thống có nghĩa là mình phát trên truyền hình hay là mình phát trên trên YouTube, nó cũng là chính thống vậy? Không phải, trên YouTube làm sao gọi là chính thống được? Đâu, Trên YouTube đó là gì? Bạn làm những phim, không phải, ý là bạn phải phát trên, đúng là những cái kênh mà truyền thông đại chúng.